Tổng chào cả nhà, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sở hữu bộ thư viện cực quý này. Ngay vào luôn, chúng ta cùng nhau cài đặt. Nếu như các bạn sử dụng phiên bản Bademark 2009-2013, chúng ta bấm vào thư mục này để cài. Còn tôi sẽ bấm vào thư mục này để cài bởi vì tôi đang dùng phiên bản 2014, các bạn thấy rõ chưa ạ? Còn ngay bên này, đây mới thực sự là một con khủng long bởi vì chứa hơn 10.000 vật liệu tạo sẵn và đích thân Dũng Già đã tự tập hợp và tạo để chia sẻ cho các bạn. Còn chờ gì nữa hả các bạn? Tôi nhấp nút chuột trái hai lần vào đây, mở thư mục và chúng ta cùng nhau cài đặt thôi. Sốt ruột quá rồi, tôi bắt đầu bấm vào chuột phải và chọn run bằng quyền quản trị, tôi bấm vào. Chúng ta nhấn Next. Bây giờ tôi sẽ chọn tới thư mục mà tôi đã cài Bademark, tôi bấm vào Browse. Tôi chọn vào PC, chúng ta chọn vào C nhé. Nếu như bạn nào dùng phiên bản Bademark 64-bit thì chọn vào Profile, 32-bit thì chọn vào Profile 86, tôi bấm trực tiếp vào đây và chọn phần Autodesk, tôi chọn Bademark Design 2014 và chúng ta OK thôi. Rất nhanh phải không nào, nhấn Next và cùng nhau chờ trong giây lát, bấm Install. Sẽ rất nhanh thôi các bạn. Đã OK men rồi, tôi bấm vào Finish để chúng ta kết thúc. Bước tiếp theo thì thật sự quá là đơn giản. Chúng ta chuột phải vào đây, các bạn chọn phần Copy, tôi bấm vào phần C, ROM file, chọn đến thư mục cài Outred, vào Bademark Design 2014. Trong một rừng thư mục thế này, chúng ta tìm thế nào đây? Để tìm nhanh, các bạn làm đơn giản thôi. Bấm vào thư mục đầu tiên. Các bạn nhấn phím M trên bàn phím. Tới thư mục Macro Grip, chúng ta nhấp đúp vào. Và giờ tôi chuột phải, chúng ta dán vào. Tôi nhấn Continue và dán đối tượng chúng ta vào. Đã xong bước 1, thật dễ dàng phải không nào? Bây giờ chúng ta đóng lại và qua bước thứ 2. Tôi bấm vào đây. Bước thứ 2 cũng khá đơn giản. Tôi chuột phải vào đối tượng này. Chúng ta chọn copy. Các bạn nhớ rằng chúng ta copy và copy cả thư mục này nhé. Sau khi copy, tôi lấy đường dẫn, tôi có thể nhấn phím Windows E trên bàn phím để mở một thư mục mới. Bây giờ các bạn chọn qua ổ C. Không cần chờ gì cả, cũng không cần làm gì hết, chúng ta chuột phải, dán đè lên paste. Và chờ trong giây lát. Nếu như trong quá trình chúng ta dán cần ghi đè thì chúng ta bấm Yes hoặc Yes All để ghi đè hết tất cả các tập tin. Lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, rất nhanh thôi. Đây rồi các bạn, chú kỳ đà cặt mũi đây rồi. Nếu như trong quá trình copy, bởi vì ở đây chúng ta cài có sẵn thư mục này, nên chúng ta copy và dán vào sẽ có những thành phần bị đè. Chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng này để ghi đè tất cả. Vậy là OK, tôi bấm vào. Vậy là xong rồi đó các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật Bademark và cảm nhận về em nó. Tôi bắt đầu đóng cửa sổ này lại và chúng ta tiếp tục nhé. Chúng ta Close. Để đảm bảo mọi thứ được chạy chân chu và không có lỗi, chúng ta phải làm thêm bước như sau. Các bạn chuột phải biểu tượng Bademark, xuống dòng dưới cùng cho tôi. Sau đó các bạn chuyển qua phần này, bấm vào phần trên Setting. Chúng ta bấm Run. Do chúng ta cài Win 8 nên chúng ta sẽ Run ở phần Win 7. Còn nếu các bạn nào đã cài Win 7 rồi thì không cần phải làm điều này. Chúng ta bấm vào phần Run bằng quyền quản trị, tôi nhấn OK và OK đọc lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào biểu tượng Bademark, chuột phải vào và Run. Hãy cùng tôi chờ trong giây lát. Rồi, phần mềm đã lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khai báo đường dẫn vật liệu trước để khi các bạn sử dụng không có một biến cố nào xảy ra. Các bạn vào phần Customize. Bây giờ các bạn vào phần Config to Pass. Các bạn chú ý rằng chúng ta chỉ cần tạo đường dẫn một lần mà thôi, không cần tạo đường dẫn quá nhiều lần. Tôi bấm vào đây, Example. Các bạn bấm vào S. Và chúng ta sẽ cùng nhau di trỏ chuột về phần ZPC này. Tôi chọn vào ổ C. Các bạn vào thư mục có tên VMPP. Và chúng ta bấm vào thư mục Map. Bấm vào Add Subpath. Và bấm vào Upath là coi như chúng ta thiết lập xong. Rất nhanh phải không nào? Tôi Upath tiếp. Sau đó chúng ta nhấn OK, coi như kết thúc quá trình chúng ta khai báo đường dẫn. Để lấy em nó ra, chúng ta cùng nhau sử dụng. Các bạn bấm vào phần Customize, chọn vào dòng này. Lưu ý rằng các bạn phải chuyển qua tab Toolbar. Để nhanh nhất, chúng ta nhấn vào một biểu tượng bất kỳ ở đây. Ví dụ tôi bấm vào phần Bademark Facebook chẳng hạn, chuột trái vào. Chúng ta cùng nhau nhấn liên tiếp hai phím V và M trên bàn phím. Tôi nhấn này, VM. Công việc còn lại thì thật sự rất đơn giản. Các bạn thấy ở đây có V-Ray Material Preset. Chúng ta bấm vào, giữ chặt chuột trái, kéo thả lên thanh công cụ trên này. Chú ý không thả ra ngoài. Thả ra ngoài sẽ không được và chúng ta phải thả vào trong hoặc là xen kẽ.
Tôi sẽ thả ngay ô vật liệu của chúng ta ở đây, tôi bỏ tay giả. Có một biểu tượng VMPP26. Để đẹp hơn và long lanh hơn, các bạn chuột phải vào, chúng ta bấm vào phần Edit Button và chọn một biểu tượng khác. Ví dụ tôi bấm từ trên này xuống, tôi chọn một biểu tượng khác. Tôi thích biểu tượng này, chúng ta nhấn OK. Và đóng hộp thoại lại, coi như chúng ta đã làm xong. Công việc còn lại thật đơn giản, chỉ bấm vào mà dùng mà thôi. Để tăng thêm sự nguy hiểm, tôi đã bật sẵn một file có sẵn. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành và tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bộ vật liệu này. Đầu tiên, chúng ta bấm vào biểu tượng này. Mở bảng vật liệu lên, tôi kéo qua góc này cho dễ nhìn. Tiếp theo, tôi nhấn phím M trên bàn phím để bật bảng vật liệu mặc định của Animax. Tôi nhấn M thì bảng vật liệu của chúng ta đây. Bây giờ, tôi sử dụng như sau. Ở phần Nelly này, mặc định các bạn có thể tự tìm hiểu, ví dụ như gỗ. Có rất nhiều, chúng ta bấm vào đây và hình review trên này. Nếu như tôi muốn gán gỗ này để sử dụng vào không gian này, tôi làm như sau. Tôi bấm vào một biểu tượng nào chúng ta muốn dùng. Các bạn bấm phần Action Material thì lập tức phần gỗ này sẽ chuyển qua bảng vật liệu này. Nếu như bạn dùng bảng mới, còn phần bảng cũ tôi sẽ giới thiệu sau. Chúng ta kéo xuống dưới này và thu nhỏ phần này lại trước. Ở phần Sample Loss, chúng ta kéo đẩy lên trên. Bởi vì khi chúng ta gắn vật liệu bên này thì vật liệu sẽ nhảy vào phần Sample Loss. Tôi kéo xuống dưới một chút xíu. Thường thì vật liệu sẽ ở góc này, nhưng của tôi nó nhảy dưới này rồi. Các bạn thấy rằng vừa rồi chúng ta bấm và biểu tượng gỗ đã qua đây. Còn nếu như các bạn dùng bảng vật liệu cũ thì tôi có thể ví dụ luôn. Tôi bấm vào phần Model và chọn phần Compact Material thì lập tức chúng ta có bảng vật liệu cũ. Nếu như bạn dùng bảng vật liệu này, chúng ta có thể bấm vào bất kỳ ô vật liệu nào đây. Tôi chọn một ô ngay cạnh bên này, ví dụ như biểu tượng này. Tôi bấm vào Action. Các bạn thấy rằng lập tức đối tượng chúng ta đã sang bên này rồi. Nhưng có một điều chú ý như thế này, khi các bạn có vật liệu qua thì phần Shift Device chúng ta nên giảm xuống. Nếu như tăng quá cao thì quá trình render sẽ rất lâu. Tôi thường để 8 hoặc 10, bây giờ tôi sẽ để 10. Vậy là dù bảng mới hay bảng cũ chúng ta đều sử dụng rất nhẹ nhàng đúng không nào? Và dễ nữa. Tôi kéo và sao chép. Tôi dùng bảng mới quen rồi, tôi sẽ chuyển về. Tôi bấm vào đây. Rồi, ok. Ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn bộ thư viện cực khủng này. Chúng ta bấm qua đây. Phần này chỉ là mũi mà thôi. Ở đây vẫn là khủng long. Tôi bấm qua bên này. Phần nền đất, chúng ta bấm vào biểu tượng thứ hai đây. Tất cả đối tượng về ngoại thất. Tôi đã tích hợp rất kỳ công. Nhiều lắm các bạn ơi, tôi kéo từ trên xuống dưới mỏi tay luôn. Ở phần dưới này còn nữa nè. Cỏ. Các bạn chỉ kéo thả và sử dụng, rất đơn giản không nào. Hơn nữa chúng ta có phần gỗ tổng hợp. Chưa bao giờ nhiều và tiện dụng đến như vậy. Ở đây Asara World 1 tôi đã tích hợp sẵn vào rồi. Kéo từ trên xuống dưới. Rất nhiều. Và cũng rất là đẹp. Tôi kéo khá mỏi tay rồi đấy. Bên dưới chúng ta còn nữa. Mỗi lần bấm vào là chúng ta thấy thư mục hiện ra một dải rất nhiều. Kéo từ trên xuống các bạn có thể tha hồ mà chọn. Tôi sợ rằng các bạn sử dụng không hết. Phần Vol 3 cũng tương tự. Và nhất là những phần sau này, càng về sau càng đẹp. Được tinh chỉnh rất kỹ. Không thiếu một phần nào. Bên cạnh đó chúng ta có phần gạch, tường, tất cả đã được tích hợp. Đá tổng hợp. Chúng ta chỉ việc kéo ra và dùng, thật đơn giản phải không nào? Chúng ta có kính vải vóc bê tông. Nói tóm lại, chú này khá khủng long và tôi tin rằng các bạn sẽ không bao giờ dùng hết. Để thuyết phục hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau ốp một vài vật liệu còn thiếu ở đây vào để xem công năng của bộ thư viện này thế nào nhé. Đầu tiên, chúng ta chọn phần gỗ tổng hợp. Tôi sẽ chọn phần gỗ này đi. Chúng ta dò xem gỗ nào đẹp thì lấy. Ví dụ tôi chọn gỗ này, tôi bấm bộ Action. Lập tức chú ý nhảy coi này và tôi dính chuột trái kéo qua. Thả xuống, chọn OK. Bây giờ tôi nhấp nút vào đây để xem phần Shift Device có cao không. 8, vừa đẹp, tôi bấm vào đây và chọn đối tượng này. Gắn vô, rất nhanh phải không nào. Và tương tự, chúng ta cùng nhau lấy tiếp tục gỗ để ốp vào những phần bàn ở đây. Thật tuyệt vời phải không các bạn. Tiếp tục, tôi sẽ chọn vào một hãng sản xuất vật liệu body mark khá nổi tiếng, đó là Arroway. Và chọn vào phần Vol 1. Ở đây các bạn tha hồ mà chọn gỗ vật dụng nhé. Rất nhiều, không bao giờ hết. Và tôi nghĩ rằng các bạn sẽ lười đi nhiều đấy. Chúng ta cùng nhau chọn mẫu gỗ này đi. Rất đẹp phải không nào, tôi thích tông màu trầm nhẹ nhàng thôi. Và đương nhiên rằng nếu chúng ta sử dụng thư viện ở bên này, tôi sẽ bấm vào phần Action Material. Và chú ấy lại nhảy qua đây rồi, thật nhanh phải không nào, tôi kéo thả.
và cũng nhanh chóng chọn OK. Bây giờ tôi chọn đối tượng này, kéo này xuống đây. Xem nào, tôi cầm cái đầu này nè, thả vô đây. Và có thể chúng ta thả trực tiếp từng vị trí. Còn nếu muốn nhanh hơn, tôi chọn đối tượng, chọn thằng này và kéo nó vô. Vào hết rồi. Tôi đang có ý định UV map mà thấy đôi khi ẩu cũng khá đẹp. Tương tự, tôi kéo qua đây và kéo tạm bảng này qua đây để các bạn nhìn thấy. Tôi kéo đối tượng này vào. Các bạn có thể tắt bảng này đi nếu muốn. Tôi chọn cả và gắn luôn cho nhanh. Vậy là OK rồi, chúng ta cùng nhau tắt bảng vật liệu này đi. Các bạn chú ý rằng ở đây chúng ta ngoài chọn gắn trực tiếp vào ô vật liệu, chúng ta có thể bấm vào phần Select Screen Object. Tức là các bạn sẽ gắn trực tiếp vào đối tượng ở trên màn hình của chúng ta ở đây. Nhưng tôi không khuyên dùng cách này, bởi vì nếu dùng cách này đôi khi thông số thiết lập quá cao, các bạn chưa giảm phần xuất UI đi thì chúng ta render sẽ rất lâu và tốn thời gian. Còn bây giờ tôi sẽ tắt bảng này đi và bấm render để kết thúc video này. Chúc bà con chú thím một buổi tối vui vẻ và nhanh tay hốt em nó về nhé. Bây giờ tôi nhấn F9 và render. Cả nhà cùng chờ trong giây lát để chúng ta xem kết quả của trận đấu nào. Các bạn sẽ thấy thật sự ngạc nhiên với bộ vật liệu này, được setting rất kỹ và khá là đẹp. Đã gần OK rồi các bạn. Ở đây tôi đang sử dụng thông số test nên cũng khá nhanh. Các bạn có thể thấy một điều ở đây rằng vật liệu gỗ của chúng ta ốp vào từ thư viện rất đẹp. Tôi phải khẳng định các bạn điều đó. Các bạn có thấy độ bóng mờ ở đây không? Được tính toán rất chi tiết. Còn đây tôi ốp ẩu, nhưng đôi khi sự ẩu cũng cho chúng ta một cái nhìn khá nghệ thuật về những map ảnh này. Đến đây thì chúng ta không cần phải bàn gì nhiều về bộ thư viện vật liệu này. Mọi thông số đã được thiết lập rất kỹ. Các bạn có thể thấy rằng độ nhám của đối tượng sàn này khá chi tiết và tất cả độ bóng được tính toán cách hết sức hợp lý. Đã xong, các bạn thấy thực sự ấn tượng phải không nào? Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.